Chào tất cả các em học sinh. Hôm nay thầy sẽ cùng các em đi chữa một số bài tập ở bài học trường hợp đồng dạng thứ hai. Các em ở sách giáo khoa trang 77, chúng ta đến với bài toán số 32. Bài toán số 32 như sau. Trên một cạnh của góc XOY khác 180 độ, đặt các đoạn thẳng OA bằng 5 cm. Vậy ở đây thầy sẽ vừa đọc vừa vẽ hình. OA của chúng ta bằng 5 cm. Vậy thì là A ở đây. OB của chúng ta bằng 16, gấp khoảng 3 lần, đúng không ạ? OC của chúng ta bằng 8 và OD của chúng ta bằng 10. Vậy thì ở đây IA của chúng ta đó là chứng minh tam giác OCB sẽ đồng dạng với tam giác OHD. OCB, vậy thì đây sẽ đồng thẳng với tam giác OAD. Vậy thì như các em đã biết, theo trường hợp đồng dạng thứ hai, muốn chứng minh hai tam giác đồng dạng thì ta sẽ chỉ ra một góc bằng nhau, sau đó hai cặp cạnh tạo nên cái góc đó tỷ lệ với nhau. Vậy ở đây hai tam giác OCB và tam giác OAD đã có chung một góc O rồi. Vậy rõ ràng các em chỉ cần chứng minh cái tỷ lệ OC chia cho OA. Thì khi các em nhìn đây thì OC sẽ từ OA, đúng chưa nào? Phải bằng với OB ta chia cho thẳng OD. Nếu các em chứng minh được thêm tỷ lệ này nữa thì các em sẽ kết luận được tam giác OCB đồng dạng với tam giác OAD theo trường hợp đồng dạng thứ hai, đúng không nào? Vậy thì làm thế nào để chứng minh được cái tỷ lệ này? Thì các em sẽ dựa vào cái giả thiết họ cho các độ dài các đoạn OA, OB, OC và OD, đúng không nào? Vậy thì các em sẽ tính được các tỷ số này và chứng minh được nó bằng nhau. Vậy thì ở đầu tiên các em sẽ đi chứng minh cái tỷ số đó. Đầu tiên các em sẽ đi tính tỷ số OC chia cho OA. OC của chúng ta bằng 8 cm, OA của chúng ta bằng 5, OB của chúng ta bằng 16 chia cho OD là 10, rút gọn cho 2 thì ta cũng được 8/5. Vậy thì cả hai thằng cùng bằng 8/5. Vậy thì các em sẽ suy ra được OC chia cho OA sẽ bằng với thằng OB ta chia cho OD, đúng chưa nào? Đến đây các em đã có tỷ số bằng nhau. Vậy thì các em sẽ xét hai tam giác đó là OCA, xin lỗi, OCB và tam giác OAD có. Vậy thì hai tam giác này có những cái gì? Thì các em có góc O là góc chung. Sau đó thì ta có tỷ số OC chia OA bằng với OB chia cho OD. Được chưa nào? Thì ở đây chính là chứng minh trên. Lúc này các em sẽ kết luận được đó là tam giác OCB đồng dạng với tam giác OAD theo trường hợp đồng dạng thứ hai, đúng chưa nào? Như vậy chúng ta đã đi chứng minh xong. Các em cùng thầy chuyển qua IB. IB họ bảo như sau: coi giao điểm của AD và BC là I. Đây. Chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một, đúng không nào? Vậy thì có nghĩa là các em cần phải chứng minh ba góc của hai tam giác IAB và ICD nó bằng nhau từng đôi một.
Vậy thì ở đây các em nhìn thấy cặp góc bằng nhau đầu tiên chính là cặp góc này. Lý do là góc đối đỉnh, đúng không? Thứ hai đó chính là góc IBA phải bằng góc IDC. Thì tại sao hai thằng góc này nó bằng nhau? Vậy thì các em lại để ý cái điều ở ý A các em vừa chứng minh được. Đó chính là tam giác OCB đồng dạng với tam giác OAD. Vậy hai tam giác đồng dạng với nhau thì có tính chất gì? Thì đó là các cặp cạnh tương ứng tỷ lệ. Và thứ hai là các góc tương ứng sẽ bằng nhau. Vậy thì đây, chữ B ở cuối cùng, đây ứng với chữ D cuối cùng, có nghĩa là góc B của chúng ta sẽ phải bằng góc D, đúng chưa nào? Vậy thì ta được góc thứ hai đó là góc IDC bằng với góc ABI, đúng chưa nào? Vậy thì chúng ta chỉ còn lại một góc cuối cùng, đây là góc A, thầy đánh dấu là A1 đi, đây là C1, C2. Vậy thì liệu A1 có bằng với góc C1 hay không? Vậy thì các em để ý, trong một tam giác bất kỳ, tổng số đo ba góc của chúng ta luôn bằng 180 độ. Vậy thì một góc sẽ bằng 180 độ, ta trừ đi hai góc còn lại, đúng không? Vậy thì hai góc này nó bằng nhau từ đôi một. Vậy thì không lý gì góc A1 lại không bằng C1 được, đúng chưa nào? Vậy đó chính là mặt ý tưởng của chúng ta để chứng minh bài toán này. Vậy thì ở đây ta sẽ chứng minh như sau. Có, đầu tiên góc dễ dàng nhất đó chính là góc AIB. Nó sẽ bằng với góc CID. Lý do chính là góc đối đỉnh. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta đã chứng minh xong một góc. Ta lại có tam giác O. Đâu rồi? OCB đồng dạng với tam giác OAD. Vậy thì lúc này các em sẽ suy ra được góc tương ứng bằng nhau, đó là góc B bằng với góc D, đúng chưa nào? Góc B bằng với góc D tức là góc ABI cũng phải bằng góc IDC. Đúng chưa? Trên thực tế bọn này nó là một góc. Tiếp đến trường hợp cuối cùng, đó là góc A1 thì bằng 180 độ, ta trừ đi góc AIB, đó là trong tam giác AIB nhé. Ta lại trừ đi tiếp góc B tức là góc ABI. Bây giờ thì các em sẽ thay góc AIB, nó chính bằng thay bằng góc CID, đúng không? Trừ đi góc CID. Ta thay góc ABI chính bằng góc IDC. Đây thì 180 độ trừ đi góc IDC trừ đi góc CID, tức là nó là trong tam giác CID, đúng không? Thì nó chỉ bằng thằng còn lại, tức là bằng thằng C1. Vậy ở đây A1 bằng C1, góc ABI bằng góc IDC và góc IAIB nó bằng với CID. Lúc này các em sẽ kết luận là vậy, tam giác IAB và tam giác ICD có các cặp góc bằng nhau từng đôi một. Được chưa nào? Như vậy là chúng ta đã chứng minh xong bài toán. Các em cùng thầy chuyển qua bài toán số 33.
Họ bảo là chứng minh rằng nếu tam giác A phẩy B phẩy C phẩy đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số K, thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đó cũng bằng K. Vậy ở đây thầy có thể giả sử đó là tam giác ABC có trung tuyến là AM, đúng không nào? Đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy có trung tuyến là A phẩy M phẩy. Vậy thì nhiệm vụ của chúng ta cần phải chứng minh tỉ số AM chia cho A phẩy M phẩy bằng tỉ số đồng dạng. Mà bằng tỉ số đồng dạng có nghĩa là chỉ cần bằng cái thằng tỉ số là AB chia cho A phẩy B phẩy là được, đúng không? Vậy thì làm thế nào để chứng minh được cái tỉ số này? Thì các em thấy AM nó là một cạnh trong tam giác ABM, đúng không nào? A phẩy B phẩy và A phẩy M phẩy đó là hai cạnh của tam giác A phẩy B phẩy M phẩy. Vậy thì nếu các em chứng minh được cái tam giác ABM nó đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy và M phẩy thì rõ ràng các em sẽ suy ra được cái tỉ số này, đúng không nào? Vậy thì làm thế nào để chứng minh được hai tam giác này đồng dạng? Thì các em lại nhớ đến trường hợp đồng dạng thứ hai, có nghĩa là chỉ cần chỉ ra được một góc bằng nhau và sau đó là ta tính được cái tỷ lệ hai cạnh tạo nên bởi cái góc đấy nó tương ứng tỷ lệ thì ta sẽ được hai tam giác đồng dạng. Vậy thì ở đây các em sẽ xét tam giác ABM và tam giác A phẩy B phẩy M phẩy. Vậy thì khi xét hai tam giác này, các em nhớ là tam giác ABC đó là tam giác đồng dạng với tam giác A phẩy B phẩy C phẩy rồi, đúng không? Vậy thì khi hai tam giác này đồng dạng có nghĩa là các em sẽ sử dụng được các cặp góc bằng nhau và các cặp cạnh tương ứng bằng nhau, đúng không nào? Bây giờ đây các em thấy ta đã có luôn được góc B bằng với góc B phẩy, đúng chưa nào? Và cái thứ hai đó là gì? Đó là AB chia cho A phẩy B phẩy thì nó bằng cạnh BC chia cho B phẩy C phẩy, đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta muốn chứng minh hai tam giác này đồng dạng. Vậy thì các em chỉ cần chứng minh AB chia cho A phẩy B phẩy bằng với BM chia cho B phẩy M phẩy. Vậy thì chúng ta chỉ cần chứng minh được cái tỷ lệ này là chúng ta đã chứng minh xong. Vậy thì các em nhìn đây, BM thì ở đây M nó là gì? Thì các em thấy AM là trung tuyến của tam giác ABC, vì thế M là trung điểm của BC, đúng không? Thế thì độ dài của thằng BM nó chính là BC chia 2. Tương tự như thế, độ dài của B phẩy M phẩy chính là độ dài của B phẩy C phẩy ta chia cho 2. Cả hai thằng cùng chia cho 2, vậy thì đương nhiên các em có thể rút gọn, đúng không? Thì cái tỉ số BM trên B phẩy M phẩy nó chính bằng tỉ số BC chia cho B phẩy C phẩy. Mà cái thằng BC chia cho B phẩy C phẩy thì lại chính là cái thằng ta suy ra được từ giả thiết hai tam giác đồng dạng, đúng không nào? Vậy là bài toán của chúng ta đã chứng minh xong. Vậy thì ở đây các em sẽ đi vào lời giải chi tiết. Đầu tiên các em sẽ chứng minh cái tỉ số này trước. Vậy thì ở đây ta có tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy, B phẩy và C phẩy. Ở đây thì đương nhiên là theo giả thiết rồi, đúng không? Vậy thì khi hai tam giác này đồng dạng với nhau, vậy thì các em sẽ suy ra được góc ABC, được chưa nào? Bằng với góc A phẩy, B phẩy, C phẩy. Vậy thì ở đây ta muốn góc ABM, đúng không? Thì trên thực tế nó là cùng góc đấy, tuy nhiên chúng ta nên viết ra hai
góc ABM sẽ bằng với góc A phẩy, B phẩy, M phẩy. Đúng chưa nào? Tương tự như thế thì ta có cái điều thứ hai mà ta suy ra, đó chính là cái cặp tỉ số AB chia cho A phẩy, B phẩy, đúng không nào? Sẽ bằng với cạnh tương ứng là BC chia cho B phẩy, C phẩy. Đây chính là hai điều chúng ta suy ra từ cái giả thiết tam giác ABC đồng dạng với tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tiếp theo chúng ta sẽ chứng minh cái tỉ số này, đó là cái tỉ số BM chia B phẩy, M phẩy nó bằng AB chia cho A phẩy, B phẩy, đúng không nào? Vậy thì ta lại có BM chia cho B phẩy, M phẩy, nó bằng BM thì nó bằng BC ta chia cho 2, B phẩy, M phẩy nó có độ dài là B phẩy, C phẩy ta chia cho 2. Vậy thì cái này cũng bằng tỉ số là BC chia cho B phẩy, C phẩy. Vậy thì từ hai thằng này đúng không, các em sẽ suy ra được AB trên A phẩy, B phẩy sẽ bằng BM chia cho B phẩy, M phẩy. Vậy thì đến đây các em sẽ xét tam giác ABM và tam giác A phẩy, B phẩy, M phẩy. Thế đầu tiên các em sẽ chỉ ra cặp góc bằng nhau, đó là cặp góc ABM bằng với góc A phẩy, B phẩy, M phẩy. Đúng chưa nào? Thứ hai chính là tỷ lệ, đó là AB chia cho A phẩy, B phẩy bằng với AM. Xin lỗi, bằng với BM chia cho B phẩy, M phẩy. Vậy thì từ đây các em sẽ suy ra được tam giác ABM sẽ đồng dạng với tam giác A phẩy, B phẩy, M phẩy theo trường hợp đồng dạng thứ hai, đúng không nào? Vậy thì khi tam giác này đồng dạng thì đương nhiên các em sẽ suy ra được cái tỉ số, đó là AB chia cho A phẩy, B phẩy sẽ bằng với cạnh tương ứng là AM, tức là trung tuyến của thằng ABC, đúng không nào? Chia cho A phẩy, M phẩy. AB mà chia cho A phẩy, B phẩy, C phẩy chính là tỉ số đồng dạng, đúng không? Mà AM chia cho A phẩy, M phẩy chính là tỉ số hai trung tuyến của tam giác ABC và tam giác A phẩy, B phẩy, C phẩy, thì đó chính là điều phải chứng minh rồi, đúng chưa nào? Các em cùng thầy chuyển qua bài toán số 34. Họ bảo là trận tam giác ABC biết góc A bằng 60 độ, tỉ số AB chia cho AC bằng 4/5 và đường cao AH thì bằng 6 cm. Thì đầu tiên thì các em sẽ dựng một cái góc có góc là 60 độ. Ở đây thầy giả sử là XOY chẳng hạn, thì góc này là góc 60 độ. À đây, thì đặt luôn là XAY đi, để nó tí nữa ta trùng với tam giác ABC luôn, đỡ phải đặt tuyệt lại. Bây giờ đây ta sẽ có một góc là 60 độ. Sau đó trên DAX thì các em sẽ dùng thước kẻ, các em định cho thầy một đoạn là 4 cm chẳng hạn. Thì ở đây thằng là M, được chưa? Và ở đây là thằng N, thì các em sẽ định thằng AN của chúng ta nó là 5 cm. Sau đó thì các em sẽ nối MN thôi. Vậy ở đây thì đương nhiên ta chưa thể khẳng định, đó là ta chưa thể dựng được tam giác ABC, đúng không? Tuy nhiên ở đây thì ta có thể dựng như sau, đó là ta kẻ một đường thẳng AI vuông góc với lại thằng MN.
đúng chưa nào? Và trên cái thằng đoạn thẳng AI đấy thì các em chỉ cần lấy thằng H sao cho cái đoạn AH của chúng ta nó bằng 6 cm là được, đúng không nào? AH đúng rồi, bằng 6 cm. Trên một đoạn thẳng lấy một điểm có độ dài, các em đương nhiên thực hiện được đúng không? Sau đó từ H các em sẽ dựng một đường thẳng nó vuông góc với thằng AI, và vuông góc thì đương nhiên là song song với MN rồi. Cắt thằng AX tại B, thằng AI tại C. Như vậy thì các em đã dựng được tam giác ABC, đúng không nào? Vậy thì tại sao tam giác ABC khi dựng như thế này nó lại thỏa mãn các điều kiện yêu cầu của bài toán? Thì các em thấy như sau. Đầu tiên thì các em thấy AH của chúng ta theo cách dựng nó đã bằng 6 cm, đúng chưa? Theo giả thiết thì các em dựng góc XAI là góc có 60 độ. Vậy thì ta có góc A bằng 60 độ. Vậy thì bây giờ các em chỉ cần chứng minh được cái tỉ số AB chia cho AC nó bằng 4/5 là xong, đúng không? Bây giờ đây các em thấy BC của chúng ta sẽ song song với thằng MN. Lý do rất đơn giản thôi, vì cùng vuông góc với thằng AI, đúng không? Giả sử là cùng vuông góc với thằng TAZ chẳng hạn. Vậy thì khi BC song song MN, vậy thì có nghĩa là tam giác AMN nó sẽ đồng dạng với tam giác ABC, đúng chưa? Vậy thì khi hai tam giác này đồng dạng, các em có thể suy ra tỉ số tương ứng, đó là AM chia cho AB sẽ bằng AN ta chia cho AC. Đến đây thì các em sẽ sử dụng tính chất tỉ lệ thức, các em hoán đổi AN với AB, đúng không? Vậy thì lúc này AM chia cho AN sẽ bằng với AB các em chia cho AC. Mà AM của chúng ta ban đầu các em lấy là 4 cm, AN của chúng ta các em lấy là 5 cm. Vậy thì tỉ số AM chia cho AN nó bằng 4/5. Tức là cái tỉ lệ AB chia cho AC cũng bằng 4/5. Như vậy thì tam giác ABC chúng ta dựng đã thỏa mãn yêu cầu của bài toán, đúng chưa nào? Như vậy thầy đã chữa xong cho các em các bài tập ở phần các trường hợp đồng dạng thứ 2. Tiếp sau chúng ta sẽ sang trường hợp đồng dạng thứ 3. Hẹn gặp các em trong các video lần tới. Xin chào các em học sinh, thầy là Linh, là giáo viên môn toán tại Học cùng Việt Giáp. Thầy tin rằng những video thầy đang và sẽ làm sẽ giúp ích các em trong quá trình học tập. Hãy like, subscribe và đồng hành cùng thầy nhé. Thầy sẽ luôn bên cạnh các em.